Đây là toàn cảnh doanh trại nơi đội công binh số 1 Việt Nam đang đóng quân tại căn cứ Highway, thuộc Phái bộ An ninh Lâm thời Liên Hợp Quốc UNISFA ở khu vực ABA. Tháng 6 năm 2022, khi đội công binh đặt chân đến đây, doanh trại này, cơ sở hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái nhà rột nát, sàn nhà lát gỗ ép công nghiệp đã mục, hệ thống nhà vệ sinh vừa thiếu vừa hỏng, hệ thống điện nước cũng xuống cấp. 9 tháng ăn ở sinh hoạt làm việc tại đây, đội công binh đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng của phái bộ để sửa chữa củng cố doanh trại. Song với điều kiện khó khăn, việc khắc phục cũng chỉ ở mức độ tạm thời. Khi ngài Phó Tổng Thư ký Atun Khare đến thăm đơn vị công binh vừa qua thì ngài đã trông thấy những cơ sở vật chất của đội công binh chưa đảm bảo. Mặc dù chúng ta đã sửa chữa tương đối tốt, tuy nhiên là so với chuẩn của Liên Hợp Quốc là chưa đảm bảo. Thứ hai là đơn vị công binh Việt Nam vừa là người thụ hưởng, vừa là người thực hiện doanh trại thông minh, cho nên là sẽ ưu tiên cho đơn vị công binh Việt Nam xây mới ngay sau doanh trại của Ấn Độ. Chuyến thăm của Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Atun Khare đến căn cứ Highway hồi đầu tháng 3 vừa qua đã khẳng định sự quan tâm của Liên Hợp Quốc đối với lực lượng gìn giữ hòa bình, trong đó có lực lượng của Việt Nam. Liên Hợp Quốc ưu tiên xây dựng doanh trại thông minh cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam và muốn thúc đẩy dự án diễn ra sớm. Đó là doanh trại được kết nối vận hành, điều hành, điều khiển từ xa thông qua hệ thống phần mềm và mạng Internet. Với cơ sở hạ tầng được làm mới, có tính tự động hóa cao. Nhờ đó, điều kiện ăn ở sinh hoạt và làm việc của các quân nhân được cải thiện rõ rệt theo tiêu chuẩn hiện đại của Liên Hợp Quốc. Toàn bộ những cái hệ thống nhà tiền chế được làm mới và tự động hóa tương đối cao về cả vấn đề điều hành điện năng, điều khiển từ xa, về điện, về điều hòa. Và thứ hai là cũng tránh được những cái việc mà bị dột trong quá trình mùa mưa hoặc là chống nóng trong mùa khô. Trên cơ sở những cái doanh trại thông minh này, chúng ta sẽ rất thuận lợi trong công việc điều hành chung. Ví dụ như là điều hành và điều khiển từ xa thì có về nội dung kiểm soát về nhiên liệu sử dụng. Phái bộ có thể kiểm soát được những xe nào hoạt động và hoạt động bao nhiêu km, lượng nhiên liệu tiêu thụ như thế nào. Và xe đó bao giờ đến km phải bảo dưỡng sửa chữa. Và cái phần mềm này cũng sẽ giúp ích cho chỉ huy đơn vị nắm trước được cái hoạt động tổng thể của các loại xe máy cũng như là cái thời gian cần bảo dưỡng, sửa chữa theo định kỳ. Hiện nay ở ABA mới có Ấn Độ triển khai xây dựng doanh trại thông minh theo dạng thí điểm, song vì nhiều yếu tố phát sinh nên hơn một năm chưa hoàn thành. Với uy tín và trách nhiệm cao, đội công binh số 1 Việt Nam được kỳ vọng là mô hình điểm để phái bộ triển khai xây dựng doanh trại thông minh nhanh nhất và chất lượng nhất khu vực. Dự kiến ngay sau khi chỉ huy phái bộ phê duyệt bản vẽ thiết kế doanh trại thông minh của đội công binh Việt Nam, đơn vị sẽ tiến hành khởi công xây dựng. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, quá trình thi công có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện thời tiết hay nguồn cung vật liệu xây dựng. Đó sẽ là thử thách mới, đồng thời cũng là niềm vinh dự, trọng trách cao cả của đội công binh số 1 Việt Nam. Những nỗ lực và cống hiến không ngừng của cán bộ chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam tại ABA như một sự khẳng định, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trên trường quốc tế.